Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Remake, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Hồ Ca bị gạch tên sớm. Mạng xã hội Weibo đang xôn xao với thông tin Đăng Tấn, Tencent Penguin Pictures lên kế hoạch remake bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp. Nội dung phim kể về chàng trai Lý Tiểu Giao, Hồ Ca đóng, không có võ công cao cường nhưng lại ôm mộng trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Khi tìm kiếm thuốc tiên cho người thím bị bệnh, anh quen biết và nảy sinh tình cảm với hậu nhân nữ oa Triệu Linh Nhi, Lưu Diệc Phi đóng. Tiếc thay vì kẻ gian hãm hại, Lý Tiêu Giao bị mất trí nhớ và quên đi lời hẹn ước với người đẹp. Do cái duyên, cái số, cặp đôi này một lần nữa tái ngộ nhưng sự xuất hiện của nàng tiểu thư xinh đẹp Lâm Nguyệt Như, An Dĩ Hiên đóng lại khiến mối quan hệ của cả ba trở nên rắc rối hơn bao giờ hết. Hiện tại, ekip sản xuất đã công bố casting diễn viên, đồng thời đặt ra lịch khởi quay là vào quý 3 năm 2021. Bộ phim được đạo diễn bởi Dương Long, gửi thời thơ ngây tươi đẹp của chúng ta, may mắn nhỏ của anh, biên kịch bởi Lý Chiết. Đây là một trong những dự án được Tencent Penguin Pictures chú trọng đầu tư nên ngay từ khi mới công bố thông tin, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông và khán giả. Trên mạng xã hội, nhiều người hào hứng bình luận rằng mong Dương Mịch, Hồ Ca, Lưu Thi Thi, Lưu Diệc Phi, Bành Vũ Yến, Hoắc Kiến Hoa, Đường Yên có thể tham gia Tiên Kiếm Kỳ Hiệp bản remake, bởi lẽ các ngôi sao này đều thành danh từ Tiên Kiếm Kỳ Hiệp. Nếu đồng ý đóng một vai nhỏ trong bản remake thôi, cũng đủ giúp dự án gia tăng sức nóng. Do vậy, vẫn có không ít người đánh giá là khó có khả năng Dương Mịch, Hồ Ca, Lưu Thi Thi, Lưu Diệc Phi, Bành Vũ Yến, Hoắc Kiến Hoa, Đường Yên tham gia dự án này, bởi hiện tại các diễn viên đều đã nổi tiếng, cát xê lại cao. Nếu không phải dự án lớn mang lại nhiều lợi ích thì chắc chắn các diễn viên không tham gia. Thế nên netizen đành phải đề cử dàn diễn viên phù hợp với bộ ba Lý Tiểu Giao, Triệu Linh Nhi và Lâm Nguyệt Như. Là ngôi sao nhí đình đám của Cbiz, Ngô Lỗi được đánh giá cao về diễn xuất, ngoài ngoại hình được nhận xét là phù hợp với nhân vật. Ngô Lỗi còn từng sắm vai Lý Tiểu Giao trong Khách Điếm Tiên Kiếm, khiến người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng. Vương Hạc Đệ cũng nhận được nhiều ủng hộ từ khán giả với gương mặt điển trai, lột tả được khí chất nghĩa hiệp, sự bướng bỉnh của Lý Tiểu Giao. Hơn nữa, vai diễn Ninh Thiếu do anh thể hiện trong Tương Dạ 2 cũng có nhiều điểm tương tự với nhân vật này. Thánh nữ xuyên không Triệu Lộ Tư đang là một trong những mỹ nhân thống trị dòng phim chiếu mạng hiện nay. Cô được yêu thích với những nhân vật có tính cách tinh nghịch, phù hợp với nhân vật Triệu Linh Nhi khi còn ở Tiên Linh Đảo. Dù vậy, liệu người đẹp này có thể đảm nhiệm tốt vai diễn này hay không thì vẫn còn nhiều băn khoăn. Mưu nữ lang Lưu Hạo Tồn được gọi tên đề cử cho phiên bản làm lại của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp với vẻ đẹp trong veo, thanh thuần và diễn xuất tự nhiên. Mỹ nhân này nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả, thế nhưng cũng có ý kiến cho rằng nhan sắc của cô chưa đủ nghiêng nước nghiêng thành để vào vai hậu nhân nữ oa. Thật bất ngờ, Huỳnh Đa Đa, con gái 15 tuổi của Tôn Lợi, vào vai mẹ Triệu Linh Nhi và Huỳnh Lỗi lại nhận được khá nhiều phiếu bầu từ công chúng. Không chỉ có mức tuổi tương tự với Lưu Diệc Phi lúc bấy giờ, 16 tuổi, cô bé còn được thừa hưởng tài năng từ cha mẹ. Tuy nhiên, netizen cũng lo ngại vì tuổi đời còn quá trẻ. Huỳnh Đa Đa khó mà thể hiện được những cảnh xúc phức tạp của nhân vật trong tình cảm gái trai. Trong bộ ba linh hồn của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, nhân vật Lâm Nguyệt Như lại dễ tìm ứng viên nhất, bởi lẽ tính cách kiêu ngạo, tùy hứng nhưng sẵn sàng hy sinh vì tình yêu của nàng tiểu thư này. Có nhiều điểm chung với các nữ phụ trong nhiều bộ phim khác, nàng Triệu Mẫn của Tân Ỷ Thiên Đầu Long Ký, Trần Ngọc Kỳ được đề cử cho vai diễn này. Quả thực, nhan sắc và diễn xuất của mỹ nhân 9X được khán giả đánh giá khá cao. Người đẹp 10X Đặng Ân Hy cũng là ứng viên tiềm năng cho nhân vật Lâm Nguyệt Như. Dù mới 16 tuổi nhưng Đặng Ân Hy đã góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như Phía Sau Nghi Can X, Xin Chào, Chi Hoa. Cô được đánh giá khá phù hợp với những nhân vật cá tính, mạnh mẽ trên màn ảnh. Những cái tên nêu trên chỉ là đề cử của khán giả cho bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp phiên bản mới, còn cụ thể thế nào thì chỉ có nhà sản xuất mới rõ được. Dù vậy, netizen hy vọng những cái tên diễn viên được chọn cho bản remake của tác phẩm này sẽ thực sự phù hợp, tránh phá hủy kinh điển. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp từng là bộ phim truyền hình làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ. Tác phẩm này mở đường cho dòng phim tiên hiệp ăn khách sau này, đồng thời làm tiền đề để Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa trở thành tên tuổi đình đám trong làng giải trí Hoa ngữ. Với Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1, Hồ Ca đóng cặp cùng Lưu Diệc Phi. Sang đến Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Hồ Ca lại đóng cặp cùng Dương Mịch. Vậy nên mới có chuyện có một thời gian mạng xã hội tung tin đồn rằng Hồ Ca, Dương Mịch yêu nhau. Dù từ lâu chẳng thấy hai diễn viên công khai có liên hệ qua lại,